Vâng thưa quý vị, liên quan đến việc dạy sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 gây băn khoăn lo ngại cho cả giáo viên và phụ huynh học sinh nhiều ngày qua. Thì vào sáng ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà người nêu liên quan đến sách giáo khoa lớp 1 bộ cánh diều. Và thưa quý vị, trong tối uh, của ngày hôm qua thì chúng tôi đã mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết là chủ biên bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bộ cánh diều đã chia sẻ các góc nhìn và quan điểm của những người biên soạn ra bộ sách này. Tuy nhiên ở góc độ là những giáo viên những người đang ngày ngày giảng dạy kỹ năng kiến thức cho học sinh thông qua bộ sách mới thì những ngày qua thì những giáo viên có phương pháp nào để mà truyền đạt tới học sinh trên bộ sách mới này hay không? Thì trong chuyện tối nay hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay à, xin chào quý vị và các bạn thầy Nguyễn Xuân Khang hiệu trưởng trường Merkury Hà Nội để cùng bàn luận về vấn đề này. Xin chào thầy. Vâng, xin chào anh Thanh Liêm và kính chào quý vị, giả VTC. Vâng ạ, à, thưa thầy trong những ngày vừa qua thì với các bậc phụ huynh đã phản ứng rất là gay gắt cái bộ sách tiếng Việt lớp 1, bộ cánh diều cho là khó hiểu chưa phù hợp và e là các em học sinh lớp 1 có thể là không tiếp thu được vậy thì quan điểm của thầy về câu chuyện này thế nào? Tôi là một nhà giáo ở một cơ sở giáo dục cụ thể thì cũng không thể mà bỏ qua những cái dư luận liên quan đến giáo dục nói chung và đặc biệt là cái năm đầu tiên thực hiện việc uh, thay chương trình và sách giáo khoa phổ thông à. uh, bắt đầu từ lớp 1 thì qua theo dõi thì có nhiều vấn đề mà dư luận đề cập đến uh, và khá nóng uh, thì tôi thấy là có hai cái cái cái, cái, cái nội dung chủ yếu cái thứ nhất là uh, sử dụng một số cái từ ngữ mà Ừ, dư luận uh, cho rằng là chưa phù hợp à. Cái thứ hai nữa là sử dụng các cái ngữ liệu uh, Để giảng uh, dạy trong cái chương trình lớp 1 Nó cũng uh, chưa thích hợp uh, Thì uh, theo tôi ấy, Thì cái này nó uh, đã là dư luận Mà dư luận của rất đông người Thì chắc chắn nó cũng có cái lý của nó à. Nó cũng có cái ý của nó và tôi cũng lắng nghe tác giả sách giáo khoa cũng có giải thích thì cũng có cái lý của nó thì rất là may rằng là à, bộ cũng đã à, rất là cầu thị à, đề nghị là à, hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa tiếng việt lớp 1 à, ra soát lại à, không những à, ra soát lại cả năm cái cuốn sách giáo khoa tiếng việt lớp 1 à, đang được sử dụng để xem uh, có cái gì sai sót, có cái gì không nên thì điều chỉnh. Vâng, à, không biết là đối với cái trường Marygri thì thế nào, phụ huynh có chia sẻ gì với thầy hay không và những cái phản ứng của phụ huynh uh, khi mà tiếp cận với bộ sách giáo khoa lớp 1 uh, bộ cánh diều như thế nào? Uh, thưa anh là uh, trường Marygri chọn một trong năm bộ sách giáo khoa một trong năm cuốn sách giáo khoa tiếng Việt 1. Vâng. Uh, thì trường chọn cái cuốn uh, Uh, tiếng Việt một thuộc cái bộ sách uh, vì sự uh, vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Được. thì cuốn sách này thì không có vấn đề gì uh, trong dư luận uh, thì không có không có vấn đề gì và việc học hiện nay cũng như việc dạy của giáo viên hiện nay tại trường ấy uh, là bình thường uh, bình thường ở đây ở chỗ là uh, cái tháng đầu tiên bước vào lớp một ấy, thì như mọi năm thì trẻ em nó học đọc học viết tiếng việt ấy nó vẫn gặp những cái khó khăn à. khó khăn tất nhiên và ừ, chúng tôi thấy là ừ, sau hơn một tháng thì các con đã ổn ổn hơn ờ, à. đã quen hơn với mặt chữ quen hơn với những cái vần mà đã học bây giờ bắt đầu bước sang tuần thứ sáu rồi Vâng, vậy thì theo thầy thì cái việc cái cách cải cách chương trình học hiện nay à, vì sao lại chỉ tập trung nhiều vào cái môn tiếng Việt mà rõ ràng lại gây một cái dư luận rất là trái chiều? thế ạ à, Cái lớp 1 thì tập trung vào tiếng Việt là đúng. À. Đây là môn học công cụ bởi vì các cuốn sách khác, kể cả toán, rồi đạo đức, vân à, vân à. tự nhiên và xã hội đều thể hiện trên sách bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Vì vậy cho nên tiếng Việt được ưu tiên. Ta nhìn cụ thể vào cái phân phối chương trình ấy, thì số giờ học tiếng Việt ở lớp 1 nó chiếm uh, non một nửa, uh, uh, cụ thể là 420 tiết trên tổng số 875 tiết uh, như vậy là nó đã non một nửa uh, và thậm chí uh, so với chương trình cũ ấy, uh, được đầu tư nhiều thời gian hơn để sớm các con có thể dùng đọc được sách toán, đọc được sách đạo đức và các môn khác uh, bằng tiếng Việt. Vâng, không chỉ là câu chuyện về uh, cải viên uh, sách tiếng Việt đâu, mà có lẽ là quan trọng nhất vẫn là cái cách tiếp cận và giảng dạy của các thầy cô giáo uh, đối với bộ sách này để mà truyền tải cho các em học sinh. Vậy thì thầy, thầy đánh giá như thế nào về cái phương pháp để mà có thể đáp ứng được cái chương trình mới này, thưa thầy? Thực ra, um, phải nói kỹ hơn một chút, ở cái chỗ là chương trình giáo dục, chương trình mới ấy, nó cũng không khác gì chương trình cũ về môn tiếng Việt bởi vì nó vẫn là 29 chữ cái và 140 vần. Chương trình cũ cũng vậy, chương trình mới cũng vậy, như vậy là nội dung giảng dạy không thay đổi. Và uh, mục tiêu giảng dạy cũng không thay đổi, đó à. là các con ở lớp 1 ấy, là hướng tới uh, nghe, nói, đọc, viết thành thạo. Uh, vậy thì uh, hiện nay là có 5 cuốn sách giáo khoa Ờ, có năm cách tiếp cận để đi đến cái đích đó à. ờ, thì uh, hiện nay dư luận là chủ yếu là ở một vài cuốn uh, có những cái uh, việc dùng từ rồi những, những cái ngữ liệu để sử dụng trong sách ấy là có vấn đề thôi à. chứ còn nhìn tổng thể là không có vấn đề gì uh, nghiêm trọng lắm là một người thầy rất là lâu năm và có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề về giảng dạy thì làm thế nào sau khi mà thầy hôm qua thầy nghe thầy thuyết cũng chia sẻ tại đây và cá nhân thầy thì thầy nhận định là làm thế nào để có thể giải tỏa áp lực tâm lý của bậc phụ huynh học sinh và đặc biệt là những cái vấn đề đang xảy ra đối với cái bộ sách giáo khoa tiếng việt lớp 1 bộ cánh diều thưa thầy thực tế thì ngay ở trường tôi thì phụ huynh hiểu là cái tháng đầu tiên các con gặp khó khăn về việc học đọc học viết đó là một cái điều tất yếu cho nên phụ huynh ở trường tôi và tôi cũng tin rằng là phụ huynh ở nhiều trường khác là người ta rất bình tĩnh người ta không nôn nóng lắm và sẵn sàng hợp tác với lại phối hợp với giáo viên để kèm cặp con thêm 30 phút đến một tiếng gì đấy các buổi tối để các con sớm tự tin và tôi nghĩ rằng là với cái bình tĩnh của phụ huynh và ngay trước cái dư luận một số cái điều mà người ta chưa bằng lòng thì giáo viên và các nhà biên soạn sách chúng ta cũng bình tĩnh lắng nghe và điều chỉnh. Tôi nhớ rằng cách đây khoảng 50 60 năm trước ấy khi tôi đang học phổ thông ấy thì tôi học những cuốn sách giáo khoa mà người ta chỉnh lý đến lần thứ 15 16. Vậy thì cuốn sách giáo khoa lớp 1 này cũng có thể phải chỉnh lý mà trình lý thì cũng phải coi là một cái chuyện bình thường bởi vì rất khó một cái cuốn sách giáo khoa mà ra hàng cái là Thừa ăn mãi, ngay vâng, nó giả. trọn vẹn ngay thì vâng. chúng ta thật sự bình tĩnh vâng. và đặc biệt là các giáo viên ở trực tiếp đứng lớp ấy, thì người ta cũng có đến ít nhất là 5 năm cuốn sách giáo khoa khác nhau để có thể chọn lọc và xây dựng một cái bài giảng phù hợp với lại học sinh của mình vâng tôi hiểu rằng là trong bất kỳ một cái giáo trình nào đấy nó cũng sẽ có một cái vài điều này điều kia và đã. trước hết là chúng ta cần phải bình tĩnh để chúng ta có thể cùng nhau soi xét lại vấn đề và gắp ra những hạt sạn để mong sao các em có thể uh, tiếp cận một cái uh, phương pháp học tốt nhất một lần nữa xin cảm ơn thầy nguyễn xuân khang đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay vâng xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả và một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại